ở đó và tôi sẽ chỉ làm tôi cho cái này có màu xám ở đây. Bây, Bây giờ bạn có thể chú thích rằng theo thời gian đối phó với bạn sẽ chỉ biết rằng đó, đúng đó đúng là đúng những gì bạn đang hiển thị đây là giá mở cửa lúc nửa đêm nhé. Okay. Bây giờ chúng tôi có mức cao tương đối okay. mát mẻ ở đây. Chúng tôi đã tập hợp lại phía trên họ khi nó đạt được điều này. Chúng ta có bị dịch chuyển không? Bây giờ chúng ta đi xuống thực sự ổn. Okay chúng tôi có một cố xi ứng thấp ở đây nó bị phá vỡ dưới mức đó và sau đó một khi nó làm điều đó nó có tạo ra sự mất cân bằng không có một nỗi sợ hãi mà bạn có gợi ý gợi ý thúc đẩy thúc đẩy bạn thấy điều đó được rồi nên chúng ta sẽ chú thích nó vì vậy bên trong phạm sáu này ở đây chúng tôi có một yêu thích bạn có và tôi sẽ làm nổi bật điều này. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng màu này Bây giờ đây có lẽ không phải là những màu tốt nhất. Bạn có thể đang chửi bới tôi ngay bây giờ nói rằng, tại sao bạn lại sử dụng những màu sắc xấu xí này? Đó chính chỉ để làm phiền bạn. Để bằng cách đó bạn có thể chú ý hơn ha ha. Và hãy chú ý vì đây là một video dài rồi. Vì vậy chúng tôi đang xem xét thị trường muốn tăng cao hơn. Đầu tiên đi xuống thấp hơn và đây là phân định nửa đêm đó. Bắt đầu một ngày mới. Chúng tôi tập hợp lại và sau đó chúng tôi phá vỡ vì vậy mô hình là gì? So Dạy giao dịch khi phiên nụ yếu. Được rồi, vì so vậy chúng tôi đang giao dịch phiên nù yếu trong 40. 4X, Bây giờ là 7 giờ, giờ sáng. Đến 10, 10 giờ sáng. Ngay đó được. Okay. Vậy so 10 giờ 10 sáng và 7 giờ. giờ. Vì vậy so chúng tôi đang tìm kiếm một thiết lập sẽ được hình thành trong khung thời gian đó. Bây giờ bạn có thể tạo kim sân, Windows C chú thích trên biểu đồ của bạn. Có rất nhiều cách tôi đã làm điều này trong nhiều năm. Bạn có thể làm theo bất cứ cách nào bạn muốn. Bên trong trung tâm và chúng tôi sẽ làm cho nó màu đen và... Đây bạn đi để khu vực giết người ở núi yếu. Nó chạy lên mức cao. Và chúng tôi muốn thấy sự dịch chuyển sang nhược điểm. Chúng tôi đến ngay đó ổn. Vì vậy bây giờ bạn có khu vực này ở đây. Và sau đó bạn sẽ đặt hàng ngay tại đó. Mấy giờ rồi 10, không không? Vì vậy bạn đặt lệnh giới hạn của mình để bán lại suất ngắn với mức giá đó ngay tại đó hoặc cộng với một khoảng thời gian tít. Và rủi ro của bạn sẽ cao hơn mức cao này. Sự mất cân bằng thực sự kéo dài ra, bạn có thể sử dụng nó làm điểm dừng của mình. Nếu bạn thực sự quan tâm, bạn có thể đặt điểm dừng của mình trên xích đu cao. Nhưng bất cứ khi nào bạn có một phạm xảo lớn như thế, điểm dừng của tôi có thể đặt ngay tại đó. Vì vậy điểm dừng của bạn sẽ ở đây, và bạn sẽ đi ngắn ở đây. Đó là kỳ vọng tối thiểu. Sử dụng không thời gian 15 phút, nhưng chúng ta sẽ chia tay. Không thời gian 15 phút xuống thành. Khoảng thời gian 5 phút. Được rồi, vậy chúng ta sẽ xem xét bên trong phạm và, và xem liệu có thuận lợi cho chúng ta khi đi xuống. Một biểu đồ 5 phút. Và, và nó có khoảng có cách phê baby trong đó không? Được rồi. rồi, bây giờ chúng ta đang xem biểu đồ 5 phút. Và đó là khu vực bóng mở ở đây. Vì vậy nó sử dụng nến cụ thể này hoặc thấp. Và chúng tôi đang tìm kiếm bên trong phạm 6 này ngay tại đây. Được rồi, đó là sự suy giảm này mà chúng tôi đang xem xét. Nó có khoảng cách phê baby không? Chúng tôi có cái nhỏ này ngay tại đây. Thấy rằng chúng tôi, chúng tôi có cái này kéo dài, dài ra ở đây. Ở đây. Vâng. Và, Và chúng tôi có tất cả điều này chạy ở đây, nơi có một chút sợ hãi nhỏ mà anh ấy có. Vì vậy bây giờ hãy nghĩ về những gì đã được hiển thị. Trên khung thời gian 15 phút đó, chúng tôi có một ngưỡng tối thiểu là ít nhất đạt đến mức thấp này. Được rồi nhớ, tôi đã cho bạn thấy trên khung thời gian thứ 15 sự mất. Thân. Vì vậy nó cần phải đạt được điều đó ổn. Vì vậy tôi đang trả lời câu hỏi tôi đã thấy. Hoặc nó thực sự không phải là một câu hỏi. Đó là ai đó đang cố gắng đưa ra quan đó. Tôi đã hiển thị một cái gì đó không chính xác. Bằng cách hiển thị khoảng cách giá trị hợp lý khung thời gian cao hơn. Bởi vì khung thời gian sẽ không nhỏ hơn. Hình thành khoảng cách giá trị hợp lý trước khung thời gian cao hơn. Nó không bao giờ hoạt động như vậy. Sự mất cân bằng khung thời gian cao hơn sẽ là cha mẹ. Đến các khung thời gian nhỏ hơn cấp dưới được. Cha mẹ không sao là sự mất cân bằng khung thời gian 15 phút này. Vì vậy nó cần phải vượt lên trên điều đó. Nhưng khi nó làm điều đó, chúng ta phải nhìn vào khung thời gian thấp hơn, khung thời gian dưới 15 phút. Đó là giai đoạn đầu của mục nhập tinh chỉnh của chúng tôi của 543, khung thời gian 2 và 1. Vì vậy ở đây chúng tôi có biểu đồ 5 phút. Chúng tôi có một sự mất cân bằng ngay tại đây và chúng tôi có một cái nhỏ ngay tại đây. Tất cả lên đến mức giá này ở đây. Chúng ta có thể tính đến điều đó cho Nhưng nó không có khả năng lên đó. Vì vậy chúng ta có thể xem mức độ này ở đây. Đó là kỳ vọng tối thiểu. Bạn có thể đặt một ông để ở đó ngắn lại. Hoặc bạn có thể tìm thấy, điều chỉnh điều này để cân bằng lại tất cả các con đường đến đây. Ngay bây giờ nó sẽ trông như thế này. Đây sẽ là sự mất cân bằng của bạn trên biểu đồ 5 phút. Và nếu nó giao dịch ngay tại đó thì được. Okay, Biết những gì use. bạn có thể sử dụng bất kỳ, bất kỳ mức giá cụ thể nào trong phạm xóa này ở đây bạn có thể chọn. Đây this là nơi mà phong cách độc đáo dành cho bạn đến. Nếu you you tham làm, 3D, bạn tham lam, bạn có thể fill. không nhận được điền của bạn. Vì vậy tôi đang dạy bạn mục nhập ngưỡng thấp. Nhập Nhưng điều đó luôn mang lại cho bạn rủi ro cao nhất nhưng rủi ro cao hơn về số pip không phải về số tiền bởi vì phần đó luôn do bạn kiểm soát thương nhân bạn có thể quản lý số lượng đòn bẩy bạn đang sử dụng và không quan trọng bạn có bao nhiêu pip rủi ro số lượng phân bổ về đòn bẩy mà bạn đang sử dụng trong thương mại đó là điều quan trọng nhất và đó là điều quan trọng nhất bị lạm dụng hầu hết thời gian của các nhà giao dịch bởi vì mỗi khi một nhà giao dịch tham gia thị trường kỳ vọng của họ là làm thế nào tôi có thể tận dụng tối đa và, và họ không nhất thiết phải nghĩ về mặt khác của thanh kiếm đó bởi vì nếu cạnh bạn đang cố gắng chặt với không sao hoặc đu nếu nó liên hệ với mục tiêu của bạn thì có bạn có lợi nhuận nhưng nếu nó quay lại và đập vào đầu bạn thì không sao bạn đang trốn trước diều đó ngay trong hộp sọ của bạn vì vậy đòn bẩy đó sẽ chống lại bạn nó sẽ làm tổn thương bạn vào thời điểm nó sẽ không có lợi cho bạn nó sẽ làm hại bạn vì vậy tôi đang dạy bạn mục nhập ngưỡng thấp. Nhưng tôi cũng đang dạy bạn ngoài điều đó. Tôi đang chỉ cho bạn cách xây dựng một góc nhìn bổ sung. Điều đó giúp bạn tìm thấy các mục tốt hơn, cho phép bạn rút ngắn một số pip hoặc điểm nếu bạn đang giao dịch với các tính năng chỉ số ổn. Nhưng, nhưng chuyện dài ngắn, đây sẽ là phạm 6 của bạn mà bạn có thể làm và làm nó giao trong, dịch với khoảng cách giá trị hợp lý thứ cấp đó. Bây, Bây giờ một số bạn điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt một giới hạn ở đây? Đó rõ ràng sẽ là một mục nhập xuất sắc. Nhưng, nhưng bạn không nhất thiết cần điều đó được. Okay. Tại, Tại sao tôi thích cái này? Là bởi vì nếu bạn nhìn vào khung thời gian 15 phút, nó như thế này là phạm 6 ổn. Okay. So, vì vậy nếu chúng ta đi lên trong phạm sau đó đến đầu trên của nó nhìn qua đây here, chúng ta có gì cả ba ngọn nến này ở đây ba khối thứ tự bắt đầu với the nến thấp này nó là một hai ba ngọn nến tạo nên một khối lệnh giảm, giảm giá liên tiếp, tiếp. một số, số bạn đang bình luận trong phần video nói rằng tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu các khối đất hàng. Bây giờ tôi bối rối vì bạn đang nghe mọi người về những gì tôi đã nói trong một số trường hợp nhất định và họ không hiểu khối lệnh là gì. Đây là lý do tại sao tôi khó chịu khi mọi người cố gắng dạy. Họ đã nghe tôi dạy về điều gì một hoặc hai lần và từ thông dụng là những gì đang được tung ra xung quanh để mọi người có thể bán các khóa học của họ và nhận nhấp chuột vào video của họ. Bạn không có ý tưởng tìm hiểu về các khối đặt hàng từ bất kỳ ai khác trên giường. Tôi sẽ làm cho nó rất đơn giản và đưa ra một tuyên bố chung. Tôi không cố gắng làm tổn thương cảm xúc của bạn. Bởi vì tôi biết rất ai. nhiều bạn ngoài kia cố gắng nói về các khối đặt hàng. Bạn rất tôn trọng tôi, nhưng tôi đang cố gắng sửa bạn. Bởi vì tôi biết bạn có một lượng lớn khán giả và một số bạn có lượng khán giả rất lớn và bạn đang làm những điều không chính xác được vì vậy tôi biết bạn đang xem video của tôi vì vậy theo cách đó bạn sẽ sửa những gì bạn đang làm để người xem của bạn không bị tổn hại hoặc họ sẽ không sử dụng thứ gì đó được thực hiện không chính xác và được mệnh danh là khối đặt hàng của tôi và nếu họ có khó khăn hoặc khó khăn khi làm điều đó nó là sẽ không phải là một sự tôn vinh cho các khái niệm bị ảnh hưởng vì chúng có hiệu quả chỉ là họ chưa được dạy đúng cách thôi Thật dễ dàng để nói về trong nhận thức, nhưng thật khó để làm điều đó trong thời gian thường. Trừ khi bạn biết bạn đang làm gì. Vì vậy, logic là chúng tôi gặp phải khoảng cách giá trị hợp lý hàng ngày này. Đó là những gì cấp độ này ở đây. Đường màu đỏ này là, đó là mức cao tương đối bằng nhau trên biểu đồ hàng giờ. Hãy nhớ điều đó và... Bạn sẽ hãy cần phải xem video này một vài lần. Bởi vì tôi đã trải qua rất nhiều. Nhưng tôi đang phá vỡ thị trường. Và cuộc chạy đua này ở đây là cuộc chạy đua vào sự mất cân bằng đó. Và trên mức tương đối cao, vì vậy đây là khối lệnh giảm giá. Đó là lần chạy liên tiếp trong khung thời gian này. Điều đồ 5 phút. Nó không cần phải đến gần cuối cùng này. Nên trước khi đóng cửa, vì đó là những gì mọi người nói và khối chủ sở không phải là nhận thấy nó thậm chí không đạt được làm nó. Tại sao? Bởi vì những gì tôi đang cho bạn thấy ở đây. Điều gì làm cho một khối lệnh hợp lệ? Nó phải có sự mất cân bằng không có sự mất cân bằng, không có phối đắt hàng. Đó là lý do tại sao nó không cung cấp nhu cầu ổn. Có những quy tắc cụ thể mà tôi sẽ cắt qua ngọn nến, cung cấp nhu cầu yêu cầu khu vực tưới ổn. Thật vô nghĩa, tôi không có duyên với bất cứ điều gì như thế. Tôi sẽ cắt qua phờ lắc tân và đi, thông qua và tìm thấy một cái gì đó ở đây, và vẫn giao dịch trên nó. Vì vậy nó xáo phạm lý thuyết cung cầu ngay tại đó. Vì vậy đó là sự khác biệt. Và tại sao tôi cười với những người nói ô, anh ấy đang dạy thực sự không có gì. Tôi thực sự đang dạy bạn một cái gì đó mà không ai nói về. Trước khi tôi nói về nó trước, họ đang nói những gì tôi đã nói. Và không nghe có vẻ tự cao tự đại. Tôi không cố tỏ ra tự cao tự đại. tôi, từ từ tôi muốn bạn học nó một cách chính xác, mọi người ổn. Tôi chỉ muốn thấy bạn làm điều đó đúng cách. Bởi vì nếu bạn làm đúng cách, bạn sẽ tìm thấy kết quả bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn không muốn làm những gì tôi đang dạy, bạn sẽ không nhất quán, bạn sẽ không tìm thấy tuổi thọ, và bạn sẽ thất vọng. Và bạn sẽ nghĩ rằng công cụ này không bởi vì bạn đã không học nó từ người đã tạo ra nó. Khối thứ tự là cả ba ngọn nến liên tiếp. Lý do tại sao điều này cuối cùng đóng nến, thậm chí không được giao dịch là do không thời gian cao hơn. Sự mất cân bằng của cha mẹ mà không thời gian 15 phút đang được hiển thị ở đây. Phạm sáu thấp đó và nến cao ở đây. Nó dừng lại ở đó, vì vậy không cần thiết để nó đổi thành ngọn nến cuối cùng đó. vì vậy nếu nó giao dịch với cây nến này ở đây, cái dưới cùng cây cuối cùng trong ba cái đi lên, thế là đủ đối với tôi và tiếp quản nó ở đây. và sau đó chúng tôi có điều này trong tâm trí tôi sự mất cân bằng này là đủ. chúng ta không cần cái này và bạn sẽ không mong đợi điều đó cận cảnh có thể được giao dịch với. vì vậy đây là kịch bản lý tưởng. Mà tôi nghĩ rằng sự cố vấn trên YouTube nên tìm kiếm ngay bây giờ khi bạn có cái này. Đây là một trong những bạn giải quyết. Bạn đã gặp cái gì? Một nỗi sợ nhỏ khác mà bạn có ngay trên nó. Vậy những quy tắc mà tôi đã đưa ra cho bạn là khi nó có cái đó trong biểu đồ, nghĩ rằng nó sẽ được. Khả năng nó có thể giao dịch ở đó. Nhưng lệnh giới hạn của bạn để nhập ở đây. Bởi vì nó có thể không lên đây. Tôi đang cố gắng làm gì? Tôi đang cố gắng dạy bạn cách tránh bỏ lỡ giao dịch. Bởi vì rất nhiều bạn sẽ muốn đặt hàng ở đây. Và vâng, nó sẽ được điền vào trường hợp này. Nhưng nhiều lần bạn sẽ có một đơn đặt hàng ở một mức giá thực sự quá mức. Rằng nếu bạn đóng đinh nó, nó đẹp nhưng chúng không xảy ra nhiều. Nó thoáng qua, nó thỉnh thoảng xảy ra. Vì vậy tôi đang cố gắng cung cấp cho bạn một cái gì cho phép bạn hoạt động nhất quán, cung cấp cho bạn rất nhiều thiết lập. Điều đó sẽ cho phép bạn thực hành. Cũng kiểm tra lại như tôi đang chỉ cho bạn ở đây. Đây là cách bạn kiểm tra lại. Vì điều này đã xảy ra. Nhưng đây là tất cả những điều mà tôi đang dạy bạn trong sự cố vấn Và tôi đã nói về cấp độ này ở đây trong nhóm riêng của tôi trước đó. Và bạn cũng biết về sự thiên vị là gấu trên cặp này từ giao dịch hôm thứ ba hoặc tập thứ ba trong sự cố vấn này trên kênh YouTube được. Vì vậy chúng tôi đã có một kỳ nghỉ ở mức thấp này ở đây. Vì vậy có một sự thay đổi nội bộ trong cấu trúc giảm giá của nó. Chúng tôi có sự mất cân bằng ở đây. Điều đó đã được tinh chỉnh thành biểu đồ 5 phút. Phối hợp với khối lệnh giảm giá, nên đóng cửa thấp nhất. Chúng ta đã nói về lý do tại sao chúng tôi không nhìn vào cuối cùng đóng nến trước khi di chuyển xuống. Vì vậy chúng tôi đang hủy bỏ tất cả quan niệm sai lầm đó. Và nó chạy lên cấp độ với quy tắc tôi đã đưa cho bạn. Nếu chúng ta giải quyết khoảng cách giá trị hợp định, và có một nhỏ trở lên, nó mong đợi nó có thể giao dịch ở đó. Vì vậy rủi ro của bạn phải kết hợp điều đó. Vì vậy đó là lý do tại sao tôi nói tiền dừng lỗ của bạn có thể ở đây. Vâng, nó có thể hơi quá giàu đối với một số bạn, bởi vì bạn muốn giao dịch với một tip si tắc lâu một chia hai tip dừng lỗ ha ha ha. Đó là rất nhiều chàng trai ngoài kia đang cố gắng làm cực. công cụ cực, cực kỳ ngắn hạn. Bạn có thể kéo nó ra một lần, có thể bạn biết một loạt các giao dịch. Nhưng tôi hứa với bạn, khi bạn bắt đầu giảm kích thước cho các giao dịch này, bạn sẽ không kéo nó ra được, nó sẽ không xảy ra. Vì vậy đừng quen với việc cố gắng làm điều đó nhé cộng với việc làm những việc khác thật dễ dàng, bạn có thể rời khỏi bảng xếp hạng và không bị xích vào nó. Gây ra nếu bạn có một điểm dừng nhỏ cực ngắn, tôi không quan tâm bạn tốt như thế nào, bạn sẽ đổ mồ hôi nó, bạn sẽ mong đợi bạn sẽ bị dừng lại. Điều gì xảy ra nếu nó ngăn tôi lại? Tôi không lo lắng về việc bị dừng lại. Tôi không lo lắng về việc nếu thị trường di chuyển đến điểm dừng của tôi. Tôi quan tâm hơn đến thị trường di chuyển, nơi tôi nghĩ rằng nó sẽ đi. Ở đâu mà mức này ở dưới này? Đó là mức thấp thứ sáu của tháng 4. Được rồi vâng, chúng tôi đã đi thấp hơn mức đó đã ở đây. Hãy để tôi lấy thứ này ra khỏi con đường của bạn. Nếu bạn lấy cái này và di chuyển ra khỏi con chúng đường, chúng tôi có một cuộc chạy sớm lúc 5, không không hoặc lâu hơn vào buổi sáng. Nó thực hiện vào lúc 5, 25 giờ địa phương núi yếu vào buổi sáng. Nó đã quét thấp những ngày trước. Vì vậy ngày mùng 6 tháng 4 đã bị quét sau đó chúng tôi tập hợp lại. Và chúng tôi đạt đến mức mà thành kiến của chúng tôi kêu gọi. Nói cách khác, tôi đang tìm kiếm mức này để được Trước khi tôi đi ngắn nên tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì ở London. Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì Bởi vì London đã không cho tôi cuộc biểu tình cao hơn vào khu vực này khi nào nó đi lên đây. Nó sẽ lên đó lúc 9, 30 giờ địa phương New York để nó đạt mức đó. Nó ở mức phí bảo hiểm thực sự phong phú. Và tôi biết mức chiết khấu của mình. Tôi đang tìm kiếm mục tiêu. Vì vậy đây là khuôn khổ thiết lập. Chúng tôi có sự thay đổi cấu trúc thị trường của chúng tôi. Chúng tôi đã loại tất cả những ngọn nến trên ở đây. Ngọn nến thấp hơn đó là nơi bạn sẽ nhắm đến. Giao dịch khối lệnh cho Macon là gì? Cái gì là cái gì là khối thứ tự phù Làm cách nào để chọn đúng khối lệnh mà tôi vừa trả lời? Khối đặt hàng là gì? Đó là một sự thay đổi trong trạng thái giao hàng. Thuật toán thay đổi trạng thái phân phối của nó. Ngay sau khi chúng tôi đến bên dưới ngọn nến này sẽ mở ra, thị trường bắt đầu cung cấp dấu hiệu di động, và sau đó nó phá vỡ mức thấp này. Vì vậy bây giờ chúng tôi đã thay đổi bánh răng trong nội bộ. Bất kỳ cuộc biểu tình nào sau đó chỉ là một cuộc chạy khác để đi thấp hơn vì vậy Chúa. Đây là một cuộc biểu tình đáng ngờ được. Vì vậy đây là kẻ thù ở kỳ hạn cao. Đu cao vì nó có sự mất cân bằng nó không nên giao dịch cao hơn cao đó là lý do tại sao tôi nói với bạn có thể đặt điểm dừng lỗ của mình ở đó xem các quy tắc kết hợp với nhau như thế nào tôi không làm phức tạp nó tôi thực sự đang nói với bạn tất cả những gì tôi đã dạy và tôi đang đưa nó vào biểu đồ mọi thứ đã được nói trước khi xảy ra và đây là đó là khuôn khổ đó là logic và tôi đang dạy bạn rất chi tiết và bạn sẽ không bao giờ học được vì vậy tôi sẽ đưa bạn lên đầu bảng xếp hạng Cung cấp, cung cấp cho bạn khuôn khổ và cung cấp cho bạn tôi sẽ điều gì gì? cho bạn những gì nếu điều này điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện đó ổn tôi đang nói với bạn cách phủ nhận một số đặt hàng các khối mà bạn sẽ nếu không hãy mong đợi một giao dịch các kênh YouTube túc khác nhau hoặc những người khác đang cố gắng dạy công và họ không biết bạn đang nói về điều gì họ không biết họ đang làm gì thiết lập này ở đây cho chúng tôi một cơ hội tốt để giúp ngắn vì vậy bạn có thể là người bán ở đây với một giới hạn vì vậy bạn đặt lệnh giới hạn của mình và bạn chỉ cần rời khỏi nó bạn để nó đi Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu nó không lấp đầy bạn trước 11, 30? Kéo đơn đặt hàng. Nó không đặt một tốt cho đến khi hủy bỏ. Chỉ cần kéo nó vì bạn muốn vào. Vào ngày mà nó tạo ra cái này. Bởi vì mức cao tương đối bằng nhau. Nếu nó không rời ra, nó có thể xuất hiện trong vào một thời điểm trong ngày mà bạn sẽ không thực sự muốn ở đó. Và nó có thể lấp đầy bạn và sau đó tiếp tục chạy. Và loại bỏ mối nguy hiểm tương đối mắt mẹ một đường truyền sâu hơn và ngăn bạn ra ngoài. Vì vậy điều quan trọng là phải biết tại sao các vùng tiêu diệt lại ở đó. Vùng tiêu diệt là khi bạn xác định mục nhập của mình và bạn đặt hàng và bạn bỏ đi. Bạn không cần phải điền vào mục nhập của mình. Bên trong cửa sổ kim sân đó. Ý tưởng đặt hàng của bạn và vị trí đặt hàng của bạn. Cần, cần được xem xét tại thời điểm, thời điểm đó. đó. Nếu bạn không thể rút ra một vị trí đặt hàng để thiết lập hoặc nhập giao dịch, dịch. vào thời điểm đó, bạn không có gì để làm và thế là xong. Về cơ, cơ bản, bạn không mạo hiểm và bạn phải đợi cho đến cơ hội giao, giao dịch. Khối ngày giao dịch và thị trường rõ ràng bắt đầu phá vỡ thấp, và thấp hơn và sau đó đặc điểm của nó ở đây tại 2:45. Vậy lúc hai bốn mươi nó lấp đầy it, nó và đó là kết thúc của điều đó nên không tệ. So, bad, nó là mười hai, mười ba, mười bốn mươi pips. Vì so vậy bạn đi bốn mươi pips. Bạn không đạt được mức high, cao high, nhất và cuối cùng nó thấp hơn một chút. Ai cares? quan tâm bạn? Bạn you, you đã cấu trúc một giao dịch có ý nghĩa và nó chỉ là một cuộc chạy thực sự tốt đẹp lên đó và mọi thứ được phân phối trên cơ sở logic và các yếu tố tôi đang dạy bạn trong kênh youtube này và bạn không thể tranh luận với nó rõ ràng là nó rất đơn giản để thấy cách các thị trường này được phân phối và nếu bạn là người thích tranh luận và nói không có một thuật toán hoặc nếu bạn nói rằng những khái niệm này không hoạt động và tất cả những thứ đó là bởi vì bạn muốn một số lý do tại sao bạn không thể tự mình làm điều đó và tôi không muốn bất kỳ ai trong số các bạn cảm thấy như vậy đó. tôi không đạt điểm cao hoặc bạn biết đấy lấy đá của tôi ra bởi vì mọi người vấp ngã và không làm tốt với điều này. Bởi vì tôi biết tại sao họ không làm tốt. Bạn không làm công việc được yêu cầu. Điều đó có nghĩa là xem qua các biểu đồ của bạn và làm những gì tôi vừa làm ở đây, mỗi ngày và đam mê nó. Nhìn vào những gì nó được hiển thị trong giá, hành động nó đang làm gì, nó không làm gì, những điều tôi đã dạy bạn trong bài học tối nay là trong tâm trí tôi đó là giảng dạy cấp độ điều lệ nó theo nghĩa đen là thứ mà tôi thường đặt trước chỉ dành cho thành viên điều lệ điều đó có nghĩa là những người đã ở bên tôi vì một năm trở lên và họ dưới sự hướng dẫn của tôi trong cộng đồng riêng tư của tôi vì vậy đây là một bài học theo nghĩa đen sẽ đến từ loại cấp học sinh nhưng tôi đang áp dụng nó vào những gì bạn đang học với mô hình này nó áp dụng cho ngoại hồi nó áp dụng cho trái phiếu nó áp dụng cho vàng được áp dụng hãy để tôi đặt cái này qua thấy nhiều người cũng nói bạn có thể cho nó xem bằng vàng không vâng là một trong những thị trường là thị trường định hướng sự kiện được rồi và điều đó có nghĩa là gì nó thường đòi hỏi một số loại địa chính trị hoặc một cái gì đó điên rồ khiến nó di chuyển. Nếu không thì nó bị thao túng cao. Có rất nhiều cuộc săn lùng và sau đó là hợp nhất. Nó rất bực bội được. Nó không phải, tôi tin rằng đó không phải là một thị trường, rằng ai đó nên tích cực giao dịch ngắn hạn. Tôi không nghĩ đó là thị trường lý tưởng, có rất nhiều thị trường khác ngoài kia mà bạn có thể làm điều đó với và có tốt hơn tính nhất quán và tuổi thọ của bạn. Bây giờ tôi đang nói rằng không có người ngoài kia kiếm tiền liên tục bằng vàng. Không, tôi không nói thế. Tôi đang nói nguyên nhân. Tôi đang nói chuyện với mọi người với kỳ vọng rằng bạn vừa mới học cách làm điều này. Tôi biết rằng có rất nhiều bạn là cựu chiến binh đã giao dịch lâu hơn người bình thường đến với kênh YouTube của tôi. Nhưng tôi phải nói bằng một ngôn ngữ ngon miệng cho một người xem mới. Tôi sẽ nói chuyện với, và điều này có thể quá cao đối với một người xem mới. Nhưng nó hy vọng nó sẽ khiến họ tò mò, để thấy rằng có một vần điệu và lý do trong mọi Tôi đang dạy và họ lặp lại. Nó tiếp tục xảy ra mỗi ngày. Nhưng chưa ký này lặp lại nên câu hỏi sẽ là... Bạn sẽ làm gì với thông tin này? Bạn sẽ chỉ nói ổn thôi, điều này thật tuyệt. Nhưng đây là quá nhiều công việc, vì vậy tôi sẽ tìm kiếm điều đó mang lại cho tôi một đường chéo hoặc một số loại chuông và còi để đưa mọi thứ vào biểu đồ của tôi, cho tôi biết phải làm gì vào sau đó. Vì cơ bản bạn đang tạo ra một phong cách giao dịch tôn giáo, bởi vì bạn đang tin tưởng thứ gì đó khác ngoài giá cả. Bởi vì điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ cho bạn ở đây chỉ là giá? Không có chỉ số nào ở đây. Tôi chỉ đặt những khu vực này ở đây với hình chữ nhật này để làm nổi bật sự mất cân bằng tôi không có những thứ này trên biểu đồ của mình kịp thời bạn cũng sẽ không nhưng ngay từ đầu khi bạn đang học điều quan trọng là chú thích biểu đồ của bạn khi bạn đang nhập chúng vào nhật ký học tập của bạn theo cách đó vào cuối tuần bạn quay lại và xem xét tất cả các hành động sau đó bạn nhìn vào cách biểu đồ hàng tuần hoạt động trong toàn bộ đó toàn cảnh trong ngày hành động giá hàng ngày làm thế nào mà tất cả phù hợp với nhau và bằng cách làm điều đó bạn thực sự nhận được ảnh chụp nhanh ở mọi cá nhân ngay sau đó biểu đồ hàng ngày trong biểu đồ hàng tuần và cách nó hoàn thành phạm sáu hoàn toàn hàng tuần khi nào là hình thức cao khi hình thành thấp ngày lớn nhất trong tuần là gì khuôn khổ xung quanh đó là gì ngày lớn nhất trong tuần của phong trào và sau đó cũng phá vỡ rõ ràng giống như chúng tôi đang chỉ cho bạn ở đây nơi thiết lập giao dịch nó không tạo ra sự khác biệt nếu bạn không giao dịch nó mọi thứ bất kỳ ai từng học luôn được thực hiện bởi nhận thức muộn màng bạn muốn trở thành bác sĩ một bác sĩ đoán xem bạn đang làm gì bạn đang làm việc trong nhận thức muộn màng bạn đang nghiên cứu các tạp chí ý khoa. vì những điều đã diễn ra mà bạn không có ở đó được rồi bạn đang học nhận thức muộn màng đừng để những thứ này những kẻ ngốc nghếch ngoài kia cố gắng ngăn cản bạn học vì tôi đang dạy bạn cách bạn sẽ trở nên tốt hơn trong việc này bạn làm những gì tôi vừa chỉ cho bạn cách làm ngay tại đây và bạn làm điều đó mỗi ngày bạn sẽ phát triển phong cách ghi chú của riêng bạn trong biểu đồ của bạn. Tôi sẽ không làm điều đó ở đây. Bởi vì tôi không muốn làm một. Một ví dụ và cảm thấy như bạn phải làm chính xác những gì tôi đã nói được. Ý tôi là gì? Đối với tôi thật hấp dẫn khi thấy mọi người bình luận trong phần bình luận của video hoặc họ sẽ gửi cho tôi một email hoặc tôi sẽ lắng nghe những người rõ ràng được đào tạo dưới sự hướng dẫn của tôi và họ tạo video trên YouTube. Tôi có thể nghe thấy dấu vân tay của mình, <laughs> hoặc đọc dấu vân tay của tôi trong cách họ nói chuyện. Họ sẽ nói những điều nhất định mê mơ. Những từ nhất định những biểu thức nhất định. Tôi có thể nhìn thấy dấu vân tay của chính mình trên đó không? Phần này tôi luôn để trống. Và tôi cũng làm như vậy cách dạy. Ngay cả trong một nhóm riêng tư, bởi vì tôi không bao giờ cho họ xem chú thích. Bên ngoài những thứ tôi đang thấy. Bởi vì ở đây bạn có thể viết một Quan sát về một cái gì đó mà bạn có thể muốn điều tra thêm. Mà tôi thậm chí có thể không đề cập đến trong cuộc thảo luận này hoặc bài giảng nhưng nó quan trọng đối với bạn. Vì vậy bạn sử dụng không gian trong biểu đồ của mình viết những điều đó xuống. Và sau đó bạn quay lại biểu đồ đó vào thứ bảy, vào cuối tuần hoặc chủ nhật, nếu đó là ngày bạn sẽ làm điều đó và bạn xem lại cả tuần, và bạn đi qua cả tuần của làm thế nào nó phân phối bao nhiêu hồ nó đã di chuyển và bao nhiêu rủi ro sẽ có được phát sinh trong thương mại. Vì vậy tất cả những thứ đó đều hướng tới một mô hình rằng bạn sẽ quen với việc tin tưởng bởi vì bạn sẽ có dữ liệu trở lại và bạn sẽ có những ví dụ mà bạn có rèn luyện bản thân để nhìn theo thời gian và bằng cách làm điều này, trang điểm tâm lý của bạn như một kẻ phản bội sẽ được hình thành với những điều này trong tâm trí rất đúng khi bạn đang xem hành động giá nó sẽ nhảy ra khỏi biểu đồ khi nó hình thành và bạn sẽ nhớ một cái gì đó bạn đã thấy hàng trăm nghìn lần trước đây thường lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày có giống hệt như thế này không không nhưng có rất nhiều điểm giống nhau tôi đang cho bạn thấy ở đây lặp lại vì vậy nó đó là vấn đề biết những gì bạn đang tìm kiếm nếu hai con gấu đang đi trên tuyết một người trẻ hơn và một người lớn hơn và họ đang đi bộ trong tuyết cả hai dấu chân sẽ giống hệt nhau không nhưng bạn sẽ nhận ra cả hai đều là dấu vân và bạn sẽ nhận ra cái nào lớn hơn hoặc lớn hơn và cái nào trẻ hơn vì vậy đó là những gì nó giống như khi bạn nhìn vào những chữ ký này và hành động giả nói chung là rất cần nhau về việc lặp lại cùng một kiểu nhưng chúng sẽ không giống nhau như vậy, rằng chúng không thể phân biệt được với cái tiếp theo. Như thể bạn sẽ có thể thấy điều đó, đó là một ngày giao dịch khác. Nhưng bạn vẫn sẽ nhận ra những hiện tượng lặp lại này. Điều đó thật đáng nói trên thị trường, nhưng bạn không thể hoàn toàn đánh giá cao nó ngay bởi vì bây giờ bạn chỉ mới được giới thiệu với nó. Và có thể bạn đã xem một số video, có thể xem tất cả các video của tôi và bạn thấy khi tôi làm điều này và nó gây được tiếng vang với bạn, bạn giống như một người đã có thể lấy nó vì anh ấy đang cho tôi xem nhưng sau đó bạn đi ra ngoài biểu đồ và bạn cố gắng làm và điều có đó. vẻ như biểu đồ của bạn không được tổ chức hoặc nó không quá rõ ràng cho bạn những gì bạn đang tìm kiếm đó là bình thường đó là cách đối với tôi trong một thời gian dài và những năm 90. trong một thời gian dài tôi đã đấu tranh và bồi dối cố gắng tìm ra những gì tôi phải nhìn cho tôi đang dạy bạn những điều lặp lại công việc của bạn là tiếp tục đi vào biểu đồ chú thích chúng và giữ nhật ký đang chạy một tạp chí nghiên cứu về những gì hành động giá đã làm và những gì bạn đang quan sát. Bạn không thể bị thương vì nó đã xảy ra. Những động thái đã xảy ra, vì vậy bạn đang nghiên cứu nó vì những gì bạn đang tạo ra là cuốn sách phân tích kỹ thuật vĩ đại nhất bạn sẽ sở hữu và bạn đang làm điều đó theo cách của riêng bạn. Với nguyên nhân công việc của riêng bạn khi bạn mua một cuốn sách, bạn đang nhận được bạn đang nhận được ảnh chụp nhanh của một cái họ đang nói đây là điều quan trọng về chương cụ thể này hoặc chủ đề của cuốn sách cụ thể này. Tôi đang chỉ cho bạn cách bạn cần ngừng mua sách. Nhưng không có sách ngoài kia, ngoại trừ những cái tôi đưa vào một video đó. Đó là trong thư viện của tôi. Thành thật mà nói đó là nó. Không có cuốn sách nào khác là cần thiết trong giao dịch theo ý kiến của tôi. Nó chỉ là cùng một thứ rác rưởi. Điều đó được lặp lại và làm lại. Và mọi người chỉ cố gắng kiếm tiền. Bạn sẽ không học được gì cả, ngoại trừ những thói quen xấu và logic kiểu sót bây giờ. Khi bạn đã tạo ra một tạp chí nghiên cứu với hàng ngàn ví dụ, và bạn đã làm điều đó trong nhiều năm, bạn sẽ ngạc nhiên về bao nhiêu. Nhà phân tích kỹ thuật bạn còn nhiều năm nữa, và bạn sẽ có thể thấy nhiều thiết lập khác, bạn chỉ không thấy, giống như có một số cơ hội trong khung thời gian này. Hoặc Fullerton này ở đây trên biểu đồ 5 phút, có rất nhiều giao dịch nhỏ ở đây tôi sẽ không đi qua và chọn tất cả chúng ra bởi vì điều này sẽ tạo ra một nghìn câu hỏi khác nhau và bạn sẽ nhớ hoặc bỏ qua chính điều tôi đã cho bạn thấy trong bài giảng này nhưng đây là một mô hình điều đó rõ ràng hoạt động trong khung thời gian này trong cặp này nó ở ngoại hối nó không cụ thể lắm chỉ có hai tương lai chú ý rằng đó là khá rõ ràng trong đó nó có thể không rõ ràng trước khi tôi đi qua nó với bạn. Nhưng bạn đã học, hy vọng có rất nhiều thứ tối nay. Bạn đã học một chút về các khối đất hàng, điều gì tạo nên một khối lệnh dựa trên khoảng cách giá trị hợp lý, làm thế nào để bạn phân biệt. Cách bạn nhìn vào khối đơn đặt hàng, làm thế nào để bạn phá vỡ nó, làm thế nào để bạn làm mất hiệu lực một số phần của khối lệnh, làm sao bạn nó sẽ không đi vào nửa trên của khối lệnh, hoặc ngọn nền đóng lên cuối cùng trước khi nó đi xuống. Tôi đã dạy điều đó tối nay vì vậy hy vọng điều này đã sâu sắc với bạn và rõ ràng là chúng tôi sẽ trở lại vào thứ ba tới cho đến khi tôi nói chuyện với bạn sau đó tận hưởng cuối tuần của bạn và an toàn